Thì xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục nó một clip một lô càng câu nha mọi người. Thì lô càng câu này là lô càng câu chiên cho anh em lua. Có vài cây máy ngang bên đây, phần bên đây là hàng máy đứng, có hai cây này bạo lực. Rồi, tiến vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu hàng lỗi mà không trong clip ship lên á thì anh em cứ gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất của tham khảo. Thì cái thứ nhất là mọi người một cây cần của Majorap. Thì cây nào cây Majorap đây, một cây Majorap máy ngang. Đây, bát là bát Pussy, phôi là phôi sẵn carbon sẵn quăng nha mọi người. Đây, bát Pussy, phôi carbon sẵn quăng, phen là phen xít nhá. Thì dòng Majorap này đánh rất là ok nha anh em, cầu rất là ok luôn, dạng sân hàng. Thì cây này độ cứng M nha mọi người, độ cứng M. Phen keo chỉ đều ok hết nhá. Phen xít càng còn rất là ok. Đây, phen xít. Thì cây này dài là 1m92, đọt 1 ly 4, nặng 140g. Thì cái này nó lua từ 7 đến 21g, độ cứng tương đương với M. Tải dây từ 10 đến 16 lb. Rồi, giá công khai cái số 1, giá là 1,3 triệu nhá. Thì cái số 1 này chỗ này đây, keo chỗ này á nó bị chốc nè mọi người, đó giờ nó nha nhiệt hay sao bị chốc nè, nó theo đó, theo từng lớp lớp nè đó. Thì cần sao thì em báo với anh em vậy. Rồi, giá cây thứ nhất giá là 1,3 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 2, thì cây số 2 lên cho mọi người một cây Abu. Thì cây Abu này còn túi luôn, còn túi nè, sắp gì nó để trong đây nè, đó sắp nè, đó cái Abu Hotin. Thì cái Abu Hotin này nó cứng ML nha anh em, cứng là cứng ML. Nó dài là 1m96 nha mọi người. Đây, dài 1m96, đọt 1.6 ly. Đó, nặng là 118g, nặng là 118g. Cái này nó tải mồi từ 1.75 g đến 7 g thôi nha anh em. Đó, từ 1.75 g đến 7 g. Tải dây từ 6 đến 12 lb. Đây, tham số đọc nhãn của nó nha, còn túi nha, túi rất là mới. Đó. Nhãn lấy hàng trưng bày, càng còn rất là mới luôn, mới và bóng. Thì đặc biệt dòng Abu này thì nó số bộ phôi là phôi nano nha nè, nano carbon. Phôi sẵn gân gút, bát là bát cắn băng, đó, bát dạng cắn hở nè, thế này nè, đó. Tem còn đầy đủ nha. Bát là bát Pussy nha mọi người, bát Pussy sáng găng guốc luôn mà. Phen là phen Pussy Maizo nha anh em, khớp nói nó có định vị đầy đủ, càng thì mới càng sạp bên. Được cái nó cứng gì cứng em ML thôi. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 1,6 triệu nha nè, 1,6 triệu cây số 2. Tiếp theo cây số 7, cây số 3, cây số 3 lên cho mọi người là một cây cũng Majorap luôn. Thì cây này một Majorap cũng thôi carbon sẵn nano. Tại miếng đất vẫn còn. Phen là phen Pussy, bát là bát Pussy. Được cái là cây này nó cứng M nha anh em, cứng M. Cây này cứng chỉ ML thôi, dạng đánh nháy hơi. Cây M có thể anh em câu nhá thiệt được nè. Đó, phen micro. Khớp nối đây, quăng carbon rất là đẹp. Có định vị luôn. Định vị lỏng cho anh em. Đây. Đây, cặn thì cặn què nó chỉ vô bao nhiêu anh em nha anh em. Đó, anh em cứ câu từ từ nó sẽ thích chụp trong nha. Thì cái này nó nặng là 118g, đọt dài là 1m98, đọt 1 ly 7. Thì nó tải mồi từ 5.25g đến 21g. Độ cứng này thì anh em có thể đánh nhá thiệt được nè, câu lóc được. Tải dây từ 8 đến 12 lb. Rồi, giá công khai số 3, giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu cái số 3, càng cũng còn rất là mới nha. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 lên cho mọi người, khoảng một cây hàng của Abu. Thì cây Abu này vẫn là một cây Abu Hotin. Đây, đó. Thì được cái là cây này thuộc dạng hàng săn hàng, độ cứng là MH nha anh em, độ cứng là MH.
Thì cái này dài là 2m13 nha anh em, dài 2m13 đó, thông số rất là khủng luôn, 2m13 tương đối dài đó. Phôi là phôi carbon sẵn nè, sẵn gần guốc nha. Bát là bát Fuji. Phôi sẵn là hết trò chơi. Rất là đẹp. Thì cây này nó thông số cây này nó nặng là 139g, đọt 1.8, dài 2m13, tải mồi từ 10.5g đến 28g. Tính giá thiệt câu lóc là ok rồi. Tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 3 giá là 2.3 triệu nhé. Giá công khai cây số 4 giá là 2.3 triệu. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên mọi người là một cây máy đứng. Đó. Cây máy đứng này là một cây máy đứng của Shimano. Dòng Shimano Acid 5 nè. Đó. Thì cái này dài là 1m98, độ cứng là ML nha anh em, dài 1m98, độ cứng là ML. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 18g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Cái này được sản xuất tại China nè, đó, hàng của Shimano. Bát hãng Shimano luôn. Fan của nó đặc biệt là fan xít nha anh em, fan xít chân đen. Nói chung là cần này còn rất là mới luôn. Không có vết xước gì lớn hết. Đó, rất là mới, quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây. Fan xít chân đen, bô bô trong sáng. Cái này đánh lóc, đánh nháy hơi là ok rồi. Đó. Cọc chẽm. Càng rất là đẹp luôn. Bát cán hở 3 khúc. Thì cái này nặng là 110g, đọt là 1.6 ly. Thông số tải mồi số tải độc. Thì cây số 5 giá 1.4 triệu nha nè, 1.4 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người một cây của cần nội địa, một cây Smith hàng nội địa. Thì cái Smith nội địa này thì số bộ phen là bộ phen xít nè. Đó, anh em có thể nhìn từ xa, rất là ok nhé. Bát là bát Fuji. Phôi là phôi carbon. Thì cái này dài 2m1, nó tải mồi từ 6 đến 21g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Độ cứng cái này tương đương với ML thôi nha anh em, tương đương với ML thôi. Đây, dòng Smith nội địa. Phen này mọi người, đó, phen rất là ngầu nha. Bu nó cũng vậy, bu dạng bu mà chè, bu xứ rất là dày luôn. Đó. Càng còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì cái này anh em có thể câu nháy hơi, mồi giả, dạng câu lóc, câu chẽm rất là ok rồi. Đó. Bát bát Fuji, càng căng mốt, tổng thể càng đẹp. Thì cái này nặng là 144g, đọt bọc đi 8, dài 2m1. Rồi, giá công khai cái số 6, giá là 1.8 triệu nhé. Tiếp theo cây số 6, cây số 7. Thì cây số 7 lên trên người một cây cần của Majograph. Thì cây này một cây Majograph Cortex. Thì cái này nặng 100g, đọt 1.6 ly. Thì cái này dài là 1m19 nha anh em. Đó là dài 2m19. Tải mồi từ 5 đến tải mồi từ 5 đến điểm xem. Tải mồi từ 5 đến 18g, tải dây từ 6 đến 12 lb, tải dây bia từ 0.6 đến 1.2 nhé. Đó. Độ cứng ML dài 2m16. 2m19 chứ. Độ cứng ML dài 2m19. Bát Fuji Majograph. Thì đây là một dòng Majograph đời đầu nha anh em, đời đầu nên nó làm cái phen của nó là phen xứ nha anh em, phen xứ xít. Đó. Những cây sau này á, tuy nó làm phôi phôi sắn gân guốc thiệt nhưng mà xứ của nó là xứ thường nha, thứ sạc của này. Đây, xứ xít nha. Đó. Rất là bóng luôn. Thì cần thì anh em cứ báo mình chụp cận cảnh cho mọi người xem nha. Đây. Xí xít nha mọi người. Bù bù trong sẵn luôn. Cây này đánh lóc rất là ok nè. Hàng này rất là bền luôn. Đây, xí xít nha, rất là bóng. Tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Đó, không có xước xát gì nhiều hết. Fan thì ok hết. Keo chỉ nè, ok hết nha mọi người. Bát Fuji.
Rồi, giá công khai cây số để xem giá công khai cây số 7, giá là 1.800.000 nha, 1.800.000 cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cây Shimano. Thì cây Shimano này một cây Shimano Ram Tip. Đi Ram Tip. Thì cây này thông số của nó là chuyên về cho anh em lô mực nha. Đó, em nhắc kỹ lại, đây là thông số lô mực. Thì cái này dài là 2m19 luôn nha mọi người, dài 2m19. Nó tải mát là cái gì đây? Bè của nó là tải mát là bè số 2 nha. Cái này là thông số lô mực, mực là số 4 nha mọi người. Đó, mới rìa. Thì cái rem tip này thì poi nó rất là ok nha mọi người. Cán là cán lính nè, dạng cán lính. Đó. Phen của nó là dạng phen nòng súng nha anh em. Phen nòng súng. Phen Fuji nha, nòng súng xứ xít luôn. Chân phen có hơi bị ố một tí nè. Bu chống sắn, phen dẫn thì tương đối nhỏ nha mọi người. Thì poi sắn ít nè. Sắn găng guốc chứ. Đó. Rất là ok luôn. Bát tà bát Fuji. Thì cái này nặng 193g, độ 1.8, dài 2m19. Nếu cái này đưa qua đổi độ cứng thì nó tương đương với tầm khoảng MH nha. Rồi, giá công khai số 8, giá 1.500.000 nha. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 lên cho mọi người một cây Majorap C-Cost. Đây nè, Triple Cost. Đây đó. Một cây Majorap Triple Cost. Thì cái Majorap này khá nổi tiếng nha mọi người. Đó, bát tầm bát Pussy. Poi là poi sẵn nè, sẵn gần gút nè. Đó, phen là phen Pussy, lò xít. Thì cây Majorap này cũng dạng chỉnh cho nên lô mực nha mọi người. Đó, chỉnh cho lô mực nha. Đó. Đây, sẵn gần gút nha. Rất là đẹp. Này, phen xít. Bu chống sắn. Rồi, thì cái này nặng là 113g. Tiếp theo cây số 9 nha mọi người. Thì cái số 9 là một cây cần cũng chuyên danh cho mọi người lô mực. Đó. Đây là một cây Majorap Cost. Đây. Dòng đời cotton ít vậy nè. For chân ít. Bát là bát Fuji nha. Bát là bát Fuji. Thì cái này dạng thông số lô mực đây. Đó. Thì cái này dài là 2m58 nha nè. Dài 2m58. Nó tải mọi mực từ 2.5 đến 3.5. Nó tải lại bia từ 0.4 đến 1.2 nha. Đó. Thông số rõ ràng nha mọi người. Thì nếu mà đo qua thông số cứng thì cây này ra tầm khoảng ML nha, ML. Đó. Đây, hồi sẵn gân guốc nha. Phen của nó là phen xít nha mọi người, phen xít. Hồi carbon sẵn gân guốc. Hồi sẵn ít nè, đó. Càng rất là ok luôn. Bu chống sẵn. Đó. Sẵn nè, rất là đẹp. Thì cái này nặng là 123g, đọt là 1.6, giá có khai cây số 9, giá là 1.800.000 nha. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 là một cây cần dạng cần dựng của men nhập dựng lại. Đó. Phôi vẫn là phôi carbon nha nè, phôi vẫn là phôi carbon. Phen là phen phen bóm lò xít. Đó, phen bóm lò xít, phen Fuji. Đây, đó. Bát là bát Fuji. Đây Orbital Studio gì nè, C-Motor gì đó. Thì cái này nó tải mát là được 28g, tải dây từ 10, được 16 lb nha nè. Tải mát được 28g, tải dây được 16 lb. Thì cái này dài là 2m67 nha mọi người. Dài 2m67. Phen của nó là phen xít nha. Phen xít, phen bóm, phen xít. Phen cũng rất là đẹp luôn. Bu chống sắn. Khá là ngầu. Keo chỉ ok nha mọi người. Cây này cũng dạng mới dựng thôi. Đó. Cây này dạng anh em có thể câu chép, câu câu nhảy hơi. Đó, dạng đánh gần. Đó. Đây, test tổ công nha mọi người xem nhé.
Thì cái này nặng là 194g, đọt 1 ly 7, dài 2m67, giá công khai cây số mừng, giá là 1 triệu nhé. Tiếp theo cây 11. Cây 11 lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Thì cây Ryobi là một cây Ryobi cán là cán bằng nha anh em, cán là cán bằng, phen là phen xít. Đây, phen xít. Foil là foil dạng carbon sẵn nè. Đó. Bát là bát Pussy Spen. Foil sẵn nha mọi người. Foil sẵn gần gốc. Ryobi thì cái này dài là 2m7, độ cứng ngăn L. Đó, dài 2m7 độ cứng L. Dạng này cho anh em câu chép, câu gần. Đó, đánh nhá hơi, nhá thiệt, màu giả. Đánh màu giả thôi. Thì cái này nó tải màu từ 7 đến 28g nhé. Thôi sẵn găng gút. Mấy cây này anh em câu chép chắc là ok luôn nè. Đó, câu cá chép. Rất cảm giác luôn. Phen rất là xịn luôn, phen Pussy Seed. Thôi là carbon sẵn. Rất là đẹp nè. Thì cái này nặng là 220g, dài 2m7, đọt 1 ly 7, tải màu từ 7 đến 28g, giá công khai cây số 11, giá là 1,6 triệu nha. Theo cây số 12. Cây số 12 lên cho mọi người một cây Majorap. Thì cái này dạng cho anh em câu lua, câu lua, câu câu chép, câu cảm giác. Bát của nó là bát Pussy. Foil là foil carbon, cán là cán bằng. Thì cán này nó chưa tháo cái ni lông ra luôn nha mọi người. Đó. Anh em về tháo nha. Cái này một cây Ever Vision BE vậy nè, đó, một dòng càng chiên anh em đánh BE. Mày vô rap. Thì cái này dài 3 m, nó tải mồi từ 10 đến 30 g, cứng khoảng ML thôi nhé. Đó. Đây, cứng ML. Tải dây từ BE 0.6 đến BE 1.5. Foil là carbon sẵn, sẵn chìm nhé. Thì cây này có xước sát li ti nè, đó, nó chốc lớp sơn bóng nè. Phen này dạng phen nòng súng nha anh em, đó, phen nòng súng rất là chắc luôn, buộc trong sẵn, phen nòng súng buộc trong sẵn, phen dẫn cũng nòng súng luôn. Thì cái này nặng là 153g, dài 3m, đọt 1 ly 6, giá công khai cây số 12, giá là 1,7 triệu nhé. Tiếp theo cây số 13. Cây 13 lên cho mọi người là một cây cần cần Smith, dạng Smith. Thì một cây Smith này, một cây cần lua gần, lua lóc, dạng đánh màu giả thôi. Đó. Thôi này nó tương đối dạng cong thế này mọi người, đó, tương đối này, nó thế này đây, đó. Diễn tả chân thực luôn. Bát của nó là bát Pussy nhé. Thôi carbon sẵn. Thì cái này dài 3m, nó tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Phen của nó là phen Pussy Seed. Rất là ok nha mọi người. Bu của nó là bu mồi chè nhé. Thì cái này nặng là 219g, đọt của nó là 2 ly 1. Dạng anh em có thể câu gần, đó, câu lóc. Rất là ok nha. Đây, hồi tương đối nãy nha. Đó, nó trước. Rồi, giá công khai cây số 13, giá công khai là 1,8 triệu nha. Tiếp theo cây số 14. Cái 14 lên cho mọi người một cây của cần của một thương hiệu của Mỹ. Một cây UFM. Thì cái này dài 3m, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 6 đến 8 đến 16 lb. Thì phôi của nó vẫn là phôi carbon. Phen là phen xít. Cần này khá là thương hiệu nha anh em, khá dạng cá đẳng cấp. Bát của nó là bát Pussy tem vàng. Cần thì sẵn dạng xước dâm nè. Xước li ti. Đây, phen của nó là phen xít nhá. Bù trong sẵn.
thì cái này nặng là 190g, đọt 1 ly 8. Rồi giá công khai cây số 14, giá là 1,6 triệu thôi nha anh em. Giảm giá 1,6 triệu cây số 14. Tiếp theo cây số 15, cây số 15 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cây một cây Daiwa dạng này, cây một cây Daiwa dạng carbon hay da đó. Đó người, dạng carbon hay da thế này đây đó. Thì cây một cây Daiwa, Daiwa Phantom đưa mình. Thì cái này dài là 3m, độ cứng là MH nha anh em, dài 3m, độ cứng là MH. Thì tải mò từ 5 đến 40g, tải dây từ 10 đến 20 lb, sản xuất tại Taiwan. Thì dòng Daiwa này thì nó dạng sẵn sẵn hai da nha anh em, dạng carbon hai da. Fan là Pussy loại xám. Càng còn rất là mới luôn, Batabat Pussy nè. Sẵn găng buốt nha. Đồ Fuji loại xám luôn. Fan đây. À, rất là ok nhé. Thông số tải mồi cũng tương đối ok, từ 5 đến 40g, tính lốc là ok rồi. Thì cái này nặng 200g, đọt 2 ly 3, giá công khai cái số 15, giá là 1,4 triệu nhé. Tiếp theo cái số 16. Thì cái số 16 lên cho mọi người một cây Daiwa hàng hệ. Thì cái này một cây Daiwa dạng carbon sáng ít. Dòng Gomez nha mọi người, đó, dòng Gomez. Thì dòng Gomez này một dòng nội địa nha anh em, carbon breaker. Sẵn găng guốc nha, bát là bát Lucy nè. Cái này dài 3m nha mọi người, dài 3m. Độ cứng của cây này thêm đo nó ra tầm khoảng M thôi nha anh em, độ cứng tầm khoảng M thôi. Đó, cũng tải tầm khoảng 30g thôi. Phen là dạng phen loại xám. Phôi thì phôi xịn rồi, khỏi bàn. Đó. Dòng carbon Vicker mà sẵn mà sẵn ít lên tới ngọn luôn. Carbon Vicker dòng nội địa nha mọi người. Thì anh em cứ thích báo mình chụp cận cảnh để cho anh em xem nhé. Thì cái này nặng chỉ có 178g thôi, đọt 2 ly, độ cứng ra tầm khoảng mờ như thế này, độ cứng ra tầm khoảng mờ thôi. Đó, rồi giá công khai cây số 16, giá 1,6 triệu. Tiếp theo cây số 17, cây 17 lên cho mọi người một cây Daiwa, vẫn là một cây Daiwa Fanship nè. Đó, nhìn từ xa rất là ok nhé. Thì cái này độ mới ra tầm khoảng 90% ăn lên nha, rất là mới, cán là cán bằng, bát của nó là bát Pussy. Thì cây một cây Daiwa, tên của nó đây, Genwer gì nè, Genwer gì nè mọi người. Đó. Nó dài là 3m nha anh em, dài 3m, tải mồi từ 5 đến 21g, tải dây từ 6 đến 14 lb, mấy Daiwa. Thì cái này dạng chuẩn cho anh em câu câu cá chép hoặc dịch vụ nhé. Đó. Phen của nó là phen xít nha mọi người, phen xít. Phen dẫn này cũng là phen xít luôn, bu cũng là bu xít luôn. Đó. Cần còn rất là mới. Cần còn rất là mới luôn. Cán bằng. Và đến cảm giác. Thì cái này nặng là 170g, đọt 1 ly 7, giá công khai cây số 17, giá là 2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 18. Cái 18 lên cho mọi người vẫn một cây hàng Fanship nè. Đó. Thì cây này một cây Daiwa Phantom. Fan là Fanship. Cần thì có xuất sắc ít thôi. Đó. Cái này keo này keo dính nè, cán đây, cán mà bả chồng nhé. Fan xít nha mọi người. Này thì rất là đẹp luôn. Bát dạng bát Daiwa, bát tài cao có Daiwa. Thì cái này dài 3m, độ cứng ML, tải màu từ 5 đến 30g, tải dây từ 6 đến 16 lb nhé. Đó, tải dây từ 8 đến 16 lb. Fan xít dạng ML này thì anh em có thể câu gần.
câu câu chép, câu mồi giả rất là ok nha mọi người. Anh em nào thiên vào đánh cảm giác thì đánh mấy con này rất là ngon luôn, cần thì còn rất là mới, không có sức khác gì nhiều hết luôn. Con tùm hàng đẹp nha mọi người. Thì cây này nó nặng là 200g, đọt 2 ly, giá công khai cây số 18, giá là 2 triệu nha. Tiếp theo cây số 19, 20 và 21, ba cây này dạng ba cây săn hàng nha. Điểm lên cây 19 trước cho anh em xem. Thì cây 19 lên cho mọi người là một cây cần của Minecraft. Đây, dùng Minecraft. Thì cây này dài 3m, độ cứng là độ cứng H nha anh em. Dài 3m, độ cứng là độ cứng H. Thì độ cứng này là chuẩn săn hàng này, nó săn hàng câu lóc gừng. Thì cái này nó tải mồi từ 40 đến 80g, tải dây từ 14 đến 30 lb, tải dây bia từ 1.5 đến 3.5 nha anh em, tải dây bia từ 1.5 đến 3.5. phen của nó là phen xít nhá, phen là phen xít, phen ca phen xít. Thì cây này là cây Minecraft dòng Cortex đời đầu nên phôi rất là dày, phôi dày như phen nó rất là xịn luôn đó. Những dòng này dòng đời mới bây giờ là phen Econite thôi nha anh em, phen bát bát Fuji, phen là phen Fuji nè, phen xít. Thì cần có sức sắc ít thôi nha anh em, đó, anh em về đánh thoải mái luôn. Phen xít nha anh em, phen Fuji buộc trọng sắn. Cần rất là ok, bao nại bao test luôn. Thì cái này nặng là 294g, đọt 3 ly, dài 3m. Rồi, giá công khai cây số 19, giá 2.6 nha mọi người, 2.6. Cần rất là cứng nha anh em. Tiếp theo cây số 20. Cây 20 lên mọi người là một cây cần Minecraft. Thì cây này dài tới 3m18 nha anh em. Dài 3m18. Thì phen của nó vẫn là phen dạng phen Fuji, phen xít nhá. Đó. Dòng Minecraft Cortex. Bát bát Fuji, phen là phen Fuji, phen xít. Thì cây này cũng còn rất là mới luôn. Chỉ có xuất sắc ít vài điểm thôi. Thì những xuất sắc cái đó là do quá trình vận chuyển về thôi, chứ không ảnh hưởng gì. Đây, phen nó lên rồi. Phen xít nhá. Bù bù trong sẵn đây. Đó. Khá là xịn. Cây này là dạng chỉnh cho anh em đánh lóc gừng này, đánh lóc gừng. Anh em nào cần dài, tải mồi cao, bước mấy cây này. Thì nó cứng nhưng mà nó vẫn có độ nảy nha mọi người, chứ không phải là nó cứng đơ. Đó. Đây, nhúng được nè. Đó. Nó sẽ cong cong theo cây cần luôn, chứ không phải chỉ cong có đọt thôi nhé. Thì cái này dài là 3m18, nặng là 326g, đọt 3 ly 3. Thì cái này tải mồi từ 40 đến 80g, tải dây từ tải dây bia từ 1.5 đến 3.5, tải lai từ 14 đến 30 lb nhé. Minecraft. Rồi, giá công khai cây số 20, giá là 3 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 21. Thì cây 21 là cây cuối cùng. Đây một cây cần của Daiko nha anh em, một cây hàng của Daiko thì đây còn tối luôn, còn sắp nè đó. Thì cây này là một cây Daiko dài 3m23, nặng là 250g, đọt của nó là 2 ly tưng, và thông số tải mồi của nó là từ 20 đến 60g, tải dây bia từ 1.5 đến 3 hàng máy Spen nha anh em. Đây đó, đây hàng Daiko phen xít nha anh em, phen là phen ca phen xít. Đó. Dạng này dạng cho anh em cũng đi gừng. Đó. Dạng gừng hạng nhẹ thôi. Đó. Bát là bát Fuji nhá. Phen là phen Fuji, độ xít. Đây. Nói chung thì cặn này cũng mới quê, chưa vệ sinh nè, nó còn đông bụi nha mọi người. Đó. Bù buộc trong sẵn.
thông số tải của nó là 60g thì anh em có thể đánh giá thiệt vô tư đây. Đó. Hàng Daiko thì rất là chắc đây, hàng nội địa khỏi bàn. Đó đây, thông số đây. Đó, thông số đây thì cần luôn. Hàng Daiko nha anh em. Bát. Ok, fan ok. Tất cả ok hết. Độ nảy cũng rất là cao nha mọi người. Rồi, giá công khai cây cuối cùng giá là 3 triệu nha anh em. Cây 21 giá 3 triệu. Rồi, đó tổng cộng 21 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt nó lại số điện thoại tự động liên hệ mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.